lớp học tiếng chữ ro ở ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất. Những đứa trẻ say sưa đọc viết. Những câu nói tiếng chữ ro đã được ký âm bằng các ký tự Latin. Nhờ đó trẻ có thể dễ dàng đọc được. Cú lông cọp. Cú lông cọp. Và bay hình gì? Vạch xì. An un ốp. Un ốp cọp. Un. Lộ. Un lộ. Lẹ. Lẹ. Tô. Tô cọp. Đè. Thì từ khi mà thầy mở lớp học dạy chữ tiếng dân tộc thì con theo học thì thầy dạy rất là dễ hiểu. Thì con cũng thường về nhà giao tiếp với người thân bằng tiếng dân tộc này để giữ nguồn gốc tiếng dân tộc để nó không bị mất. Lớp học ngay trong nhà thầy giáo đứng lớp, anh Điểu Tám, người có công trong việc truyền giữ tiếng nói, chữ viết của người Chơ Rò cho trẻ nhỏ. Tiếng Chơ Rò vốn không có chữ viết, do đó cách ký âm như thế này sẽ giúp trẻ dễ tiếp thu hơn. Cái khó nhất là bây giờ làm thế nào để mình duy trì được để cái tiếng nói để cho con cháu nó hiểu. Nói được nhưng phải có cái ký tự để mình viết, để mình ghi lại, cái đó nó mới quan trọng. Cho nên cũng đang sưu tầm làm những cái chữ phiên âm để sau này để con cháu nó có thể nó nhìn đó, nó biết. Người Chơ Rò ngày nay chủ yếu nói tiếng Kinh, thế nên ngôn ngữ đã có phần bị mai một. Có tiếng nói nhưng không có chữ viết lại càng khiến đà mai một thêm nhanh. Nguy cơ trẻ em không thể nói tiếng mẹ đẻ của mình. Mang nỗi niềm đó, anh Điểu Tám bắt đầu đi tìm chị Chơ Rò. Qua những người già, người có uy tín trong cộng đồng, anh đã tìm được một số sách giáo khoa tiểu học và bài học kể chuyện bằng tiếng Chơ Rò được biên soạn theo mẫu tự Latin. Đến nay, anh đã có thể viết tương đối được chữ Chơ Rò theo cách của mình, sau đó đem kiến thức mình có được truyền dạy lại cho trẻ em và người Chơ Rò trong ấp. Mong muốn rằng cấp trên ở các ngành văn hóa rồi cũng quan tâm tới để tôi có thể duy trì được cái lớp này để mình truyền đạt lại những gì mà mình đã biết, mình để cho con cháu sau này để thừa hưởng và học hỏi để lưu truyền lại cho đời sau. Lớp học tiếng Chơ Rò mỗi thứ bảy hàng tuần vẫn sôi nổi. Giữa những biến động trong đời sống hiện đại, văn hóa truyền thống của đồng bào Chơ Rò còn giữ và phát huy được hay không thì cần thêm những con người, những tấm lòng như anh Điểu Tám. Và bay hình gì? Vạch xì. Bay lì vạch xì. Cú lông cọp.